Tử vi tuổi Tân Hợi 1971 tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, sau bao khó khăn, bước sang tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ nhận thành quả từ sự cố gắng và may mắn thuận lợi, bước sang một ngưỡng cửa mới. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều bản mệnh hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Vậy thì trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Tân Hợi cần làm gì để đón được những thành công trong tháng mới và làm sao để giúp gia chủ phát huy được hết năng lực bản thân, thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp, đón tài lộc ùn ùn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ video của chúng tôi để lắng nghe lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, tới ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Tân Hợi trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 3 tới ngày 15 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 3 tới ngày 27 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 3 tới ngày 9 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo mệnh tuổi của các gia chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Hợi trong tháng 3 âm lịch. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 3 tới ngày 12 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 3 tới ngày 24 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 3 tới ngày 6 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tân Hợi 1971 trong tháng 3 âm lịch. Người tuổi Tân Hợi 1971 mệnh Thoa Xuyến Kim là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của bản mệnh khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Họ là người luôn trọng chữ tín, sống phong khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Với tháng 3 âm lịch tuổi Tân Hợi sẽ trở nên khá may mắn, trong khi mọi khía cạnh, tháng này sự nghiệp Tân Hợi sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực, vì vậy tháng này sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tháng này nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự đều hanh thông. Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến mất cảnh giác, trở nên khoe khoang, tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của bản mệnh cần phải tự nhắc nhở bản thân để không sa lầy. Hơn nữa bản mệnh là người khá chủ động trong chuyện tình cảm. Quý gia chủ sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu, không ngần ngại hay e dè. Thời điểm này đào hoa khá tốt sẽ giúp quý gia chủ tìm được tình yêu mà mình mong muốn. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hạ tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Nhân dương thủy gặp hợi âm thủy nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ Tân Hợi trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Để may mắn và thuận lợi, những gia chủ Tân Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp. Trong tháng này, người tuổi Tân Hợi sẽ có những bước đột phá trong công việc, họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt mà quý gia chủ gặt hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Người tuổi Tân Hợi vốn là người tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không bao giờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao. Ngoài ra, tuổi Tân Hợi nên nhớ, kết quả quý gia chủ đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của quý gia chủ trong mắt của đồng nghiệp. Vậy nên trong thời điểm này, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 3 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Tân Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Tài lộc. Sự nghiệp sẽ mang lại cho tuổi Tân Hợi tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm. Mặc dù may mắn, quý gia chủ vẫn cần lập một kế hoạch tốt và không được chi tiêu quá tay. Với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm hết việc mình cũng chắc chắn có thêm thu nhập, không thể nào ít. Tuy nhiên quý gia chủ cũng nên biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàn quá, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Ngoài ra, quý gia chủ nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức sẽ lợi bất cập hại. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, thành công, khuyên gia chủ Tân Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo của tuổi Tân Hợi. Tháng này, vận trình tình duyên của các gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 khá ảm đạm, hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Những người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới nới cũ để rồi mọi chuyện xấu đi. Bản mệnh cũng nên cẩn thận xem có người thứ ba xen vào hay không. Nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn, trong tháng 3 âm lịch, các gia đình hai bên cũng sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề còn tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. May mắn trong tháng này, bản mệnh cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân, giúp quý gia chủ vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Để tăng cường vận khí giúp con đường tình duyên của mình được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ Tân Hợi nhớ mang theo bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tay sẽ chiêu mời quý nhân giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Tuổi Tân Hợi trong tháng này cần chú ý về sức khỏe của mình, do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác. Bạch cũng sẽ cảm nhận được một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân chính cũng do chuyện này mà ra, cho nên cần có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội phát triển. Ngoài ra, tử vi tháng này khuyên quý gia chủ cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Cần chắc chắn rằng đảm bảo ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên, bán để tịnh dưỡng, lấy lại tinh thần, sức khỏe để tăng cường sức khỏe, trí não thông minh và minh mẫn như gia chủ Tân Hợi nên mang bên mình Minh Quang Pháp Bảo. Khi mang vật phẩm theo bên mình sẽ giúp bản mệnh có được sự khỏe mạnh, ổn định, tinh thần lạc quan, vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn của tuổi Tân Hợi trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng quý anh. Đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn bị về phong thủy, chính tông, môn phái để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ Tân Hợi trong tháng 3 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!